Dạ, Công an xã Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Mời cô chú anh chị các bạn mình giao lưu với chỗ Nút ha. Hôm nay giáo viên. Trước khi vào clip thì mời cô chú anh chị mình xem ha. Đây cũng có mấy cây đã ra một hai cơ đọt. Cây dán trực thằng thông. Trực thẳng ha. Chị cành điều. Chúng đang ra cơ đọt hai. Thằng tròn điều ha. Cây nhỏ nhỏ có luôn, dì dừa. Rồi mình dài dài vô clip ha. Nhìn đẹp ha. Đàn rất là ok. Đang ra từ ôm tùm ha, xum xê. Những cây này nhìn này. Để quanh bự chỉ cần thấp. À, lấy cây kiếm cây đo của quý. Xung ha. Rồi mình dài dài vô clip với cô chú chị bạn. Quý bạn. Để mất thời gian thì nay cũng vô lưu là cây đế hình thú luôn. Để cô chú anh chị mình chọn lựa luôn ha. Lưu với cho Nút luôn. Rồi chào Nút rồi. Rồi chào Linh ơi. Em dạ. Trở lại kênh Bông Sa Cần Thơ, em tổng chào cô chú anh chị gần xa nha, dồi dào sức khỏe và làm ăn thành đạt trong mọi lĩnh vực nha anh chị. Hôm nay em có về 100 cây mai hình thú là mới bứng bầu đất lên nha anh chị, mới bứng hôm qua về mới lặt lá nha. Rồi hôm nay giao lưu với anh chị clip đầu tiên là 20 cây nha anh chị. Là củ đế nở hết trơn, phí ship của em là 300 km nha anh chị. Rồi anh chị nào mà xa xa thì có cây gọn gọn mà em ship được thì em cũng ship xa luôn cho anh chị luôn nghe. Ship 500-700 cây số thì bình thường nha, mà đều nó hơi gọn chút nhỏ em mới ship được nha anh chị. Chứ còn bự quá là bị bó tàn không được, thành ra là không có gửi cái bưu điện được anh chị. Rồi anh chị ở xa quá thì mấy cây bự anh chị cũng thông cảm, nếu mà cắt phôi thì em ship được nha anh chị, còn để nguyên tàn thì em ship cũng được. Rồi đầu tiên là cây số 1 nha anh chị. Là phí ship của em là 300 km nha. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Em tên Nút của em. Rồi cảm ơn anh chị gần xa đã ủng hộ mấy cái clip vừa qua luôn nha anh chị ơi. Rồi đầu tiên là cây số 1 nha anh chị. Đó. Để đẹp ha. Này là em chưa có móc đế móc gì hết trơn nha. Nguyên ghim nó luôn đó. Rồi em đo thông số luôn. Mỗi cây bên em có tặng một chai thuốc nha anh chị. Và một cây đợt anh chị mới tứ được nha, còn mình về cũng xử lý N3 mà bình thường nha. Hoành thân 29 nha anh chị ơi. Cái này thấy gì hoành thân bự dữ ha. Lắc co khéo luôn nha anh chị. Lắc co là đẹp luôn nha. Cái này là em có con tặng rồi nha anh chị. Rồi anh chị mình về là con sơ lại là vô chậu luôn. Rồi để gì thì mình phải cắt ba nhánh nhỏ được. Tán ngang giờ là nó 1m6 đó nha anh chị ơi. Cái này phải gom gọn lại có 1m4 là vừa. Chiều cao 1m5 luôn anh chị ơi. Là mã số 1 này em giao lưu với anh chị là 3.600.000 nha anh chị. 3.600.000 cho mã số 1 nha anh chị ơi. Hoành thân 29 nha luôn nha. Lắc co đẹp luôn nha, đế ok nha. Đó, em quay vòng qua đây cho anh chị coi đế cái nha. À, anh chị nào có ưng bụng vừa mắt thì alo cho em. Rồi, em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Quá đẹp luôn. Rồi tiếp theo là mã số 2 nha anh chị ơi. Mã số 2 cũng là hình thú dán thú nha, lắc co khéo luôn nha anh chị. Củ vịt lắc khéo nha, lắc nhặt chứ không có lơi nha anh chị. Đó, để đó, để chà bá nè ha. Anh chị mình nhìn hộ em nha. Chi cành thì ok, mai này gì đó chi cành đẹp dữ lắm đó nha anh chị ơi. Này hoành thân bự dữ rồi nha. Tại vì đo lộn. 26 rồi anh chị ơi, ngang đây. Giật cái đây 26 đi. Rồi hoành thân 26 nha anh chị. Chi cành thì ok hết trơn nha. Tán ngang 1m4. Chiều cao nó tính 1m5 đi anh chị ơi. Mã số 2 này em giao lưu với anh chị là 3.400.000 nha anh chị. 3.400.000 cho mã số 2 nha anh chị ơi. Củ đế đẹp luôn nha. Đó. Lắc co khéo luôn. Rồi. Quá đẹp luôn.
Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 3 luôn nha anh chị ơi. Mã số 3 cây này nhỏ mà đế dữ lắm đế nha. Lắc lượng đẹp luôn nha anh chị. Dẫn cây nó dẫn là đẹp luôn nha. Đế là ok chân, tại vì nó nái quá cái mình quay cái nó móc quá trời xa. Cái này vô gậu chỉnh ngay lên là đẹp lắm nha. Mã số 3 nha anh chị. Mã số 3 này vô giao lưu giá hữu nghị luôn nha anh chị ơi. Hoành thân cái nào cũng bự chứ. Hoành thân 24 luôn nha anh chị ơi. Hoành thân 24. Mã số 3 này em giao lưu với anh chị là 3 triệu nha anh chị. 3 triệu cho mã số 3 luôn anh chị ơi. Chiều cao đó nghe, nói nhiều. Rồi quên đo luôn. Quên số quân luôn. Chiều cao nó 1,5 m nha anh chị. Tán ngang nó 1,3 m anh chị ơi. Mã số 3 là 3 triệu nha anh chị. Hoành thân 24. Chi cành đều luôn nha. Nó dặn cái thân nó đẹp luôn nha anh chị ơi. Mình nhìn thấy nó hơi quái quái. Cái này nó co lên cái lượng. Mình trồng đỡ lại thấy ngay gì đẹp lắm nha. Tại này nó hơi quằn cái bàn gì nè. Vậy là ok đó. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp luôn. Rồi tiếp theo là mã số 4 luôn nha anh chị ơi. Mã số 4 cây nào cũng lắc to khéo hết trơn nha anh chị. Củ đế chơi nha. Này là bên em chưa có móc nha. Em này em mới bứng về chỉ mới có lặt lá thôi nha. Lật xem. Cái đế này cũng đẹp lắm, cũng dễ nhìn. Mã số 4 nha anh chị. Để nở. Củ đế nở luôn, ok hết luôn. Hoành thân 28 nha anh chị ơi. Hoành 28, di cành nhiều. Tán ngang 1,3 m. Chiều cao này mình lấy 1,5 m được rồi anh chị ơi, chứ hết cái đó 1,8 m mà mình lấy 1,5 m thôi. Mã số 3 này em giao lưu với anh chị là 3.200.000 nha anh chị. 3.200.000 cho mã số 3 nha, hoành thân 28 nha anh chị ơi. Rồi, 3.200.000. Phí ship của em là 300 km luôn nha anh chị. Như mấy cây này thì em gửi xa được nè. Món chay tặng chay những ghế. Rồi, okay. Em xin đổi cây luôn chị ơi. Dạ rồi. Rồi tiếp luôn. Rồi tiếp theo là mã số 5 luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 5 luôn nha. Rồi nó cao. Bắt cỏ khố khéo luôn nha. Củ đế nở luôn nha. Cái đế này đế dữ lắm đế à. Cây này là đẹp luôn đó. Cây này đế quá đẹp. Đế còn khéo ha. Đế quá trời đẹp luôn. Cái này cũng có đế luôn. Đế ok hết chứ. Cò gắt khéo, lực. Lắc cái cò này đẹp luôn. Tán ngang 1,4 m nha anh chị. Quên đo hoành thân ha. Cái đo này đo hoành thân. Cái này mình lấy 1,5 m thôi anh chị ơi. Chứ cái này nó cao dữ lắm cao. Cây là 2 m. 1,5 m, 1,6 m gì là đẹp luôn. Cây thước bản 2 m mà lấy 1,5 m là vừa. Giờ là tính thước bản rồi ha. Bản đầu tiên. Hoành thân để em đo nha. Hoành thân 26. Không được 26. Tính 25 đi. Đây nè. Điều. Cây số 5 này em giao lưu với anh chị là 3.500.000 anh chị. 3.500.000 cho mã số 5 nha anh chị ơi. Chi cành là ok luôn nha. Đẹp luôn á. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp luôn. Rồi tiếp theo là mã số 6 luôn nha anh chị ơi. Rồi cây số 6 của chú gì vậy? Sáu luôn nha, đấy là ok hết, cây nào cũng đấy đẹp chân anh chị, đấy này chưa có móc gì chân nha, còn nguyên luôn đó nha. Này là hàng mới về luôn nha anh chị. Chỉ là mới lật lá thôi nha. Mã số 6. 9. Hoành thân 28 nha anh chị. Hoành 28. Hoành thân 28 luôn. Tán ngang của mình là 1,5 m.
Chiều cao tính nó lấy 1,5 m luôn đi anh chị ơi, cái đó nó tới 1,8 m nè. Mã số 6 nè, em giao lưu với anh chị là 3.200.000 nha anh chị. 3.200.000 cho mã số 6 nha, phí ship của em là 300 km nha anh chị. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Ồ, em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Dạ rồi. Rồi, tiếp theo là mã số 7 nha anh chị. À, lắc cò khéo đế đẹp luôn nha. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị ơi. Anh chị nào mà có ưng bụng vừa mắt thì alo cho em nha. Hoành thân 25, này đế cũng đẹp nha, chi cành đều luôn nha anh chị. Mặt bông từ 5 đến 10 cánh nha anh chị. Trong khi mình nói 12 cánh nó cũng có mà nó cũng lộn chút đỉnh thôi chứ nó không có nhiều quá tới 12 đâu nha anh chị. Nó cũng có 12 luôn. Mà 5 cánh thì lộn cũng ít thôi mà em cũng phải nói 5 cánh nha anh chị ơi. Cành điều. Này là mặt bông đẹp lắm ạ. À. Nó ngang 1,4 m. Này là chi cành ok luôn nha. Chiều cao nó 1,6 m. Cây này 1,6 m là vừa luôn. Để vậy luôn đó. Cây này để vậy là rất là đẹp luôn. Cây này em giao lưu với anh chị là 3.200.000 nha anh chị. 3.200.000 cho mã số 7 nha anh chị ơi. Rồi. 3.200.000 cho mã số 7. Quá đẹp luôn. Đấy là ok luôn, chấn ghế luôn. Chấn ghế. Rồi, em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Đẹp hết. Rồi, tiếp theo là mã số 8 luôn nha anh chị ơi. Mã số 8 luôn nha. Chi cạnh là ok. Lắc cái này cũng đẹp lắm nha anh chị, nhìn thấy nó cũng quái nha. Củ đế nở cây này làm như bể xù thôi. Cái này thứ gì kêu không kêu không lấy. Cái này làm như xù trứng. Này nó mới bể nè. Thước đâu? Để nở ha. Cũng liều. Cái thước ở trên cổ một cái cây thước. Hoành thân 25 nha anh chị. Chỉ cần tiêu. Chỉ cần là ok luôn nha. Bán luôn nhỏ sau lưng luôn nha. Ai mua 5 chỉ bán luôn. Chiều cao nó ủa, tháng ngang này. Tháng ngang 1,3 m. Chiều cao 1 m này. Mã số 8 này em giao lưu với anh chị là 2.800.000 anh chị. 2.800.000 cho mã số 8 luôn anh chị ơi. Củ đế đẹp hết trơn luôn. Cho lắc khéo. Rồi. Em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Khoan. Rồi tiếp đây. Luôn anh. Rồi, tiếp theo là mã số 9 luôn anh chị ơi. Nào là củ đế là cũng ok cho luôn anh vậy. Chi cành là đều luôn nha. Mai này gì là chi cành gì là ok dữ lắm rồi đó. Phí ship cành của đều. Em là 300 km nha anh chị. Hơi dướng rồi. Ok lực ha. Hơi dướng rồi. Rồi anh chị nào mà có yêu thích thì alo cho em nha. Mập mạp lực. Này củ đế nở hết trơn luôn nha anh chị ơi. Và mặt bông từ 5 đến 10 cánh nha anh chị, 5 cánh là lộn chút đỉnh thôi chứ nó không có nhiều nha. Cây này hoành thân 29 nha anh chị. Hoành thân 29 luôn. Để hết hồn. Để hết hồn rồi đấy luôn. Chi cành lực luôn nghe, xương bự luôn nha anh chị. Đó, anh chị nào mà có ưng bụng vừa mắt thì alo cho em nha, tán ngang 1,5 m. Để nở cục luôn. Chiều cao 1,7 m luôn anh chị ơi. Mã số 9 này em giao lưu với anh chị là 4.200.000 nha anh chị. 4.200.000 cho mã số 9 anh chị ơi. Củ đế là ok hết trơn luôn đó. Lắc co khéo luôn. Đẹp cực kỳ luôn. Đây đẹp. Dính quá. Quay gắn quay quan vọng luôn. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. 4.200.000 nha anh chị. Rồi 4.2 m. Mã số 9 luôn. Rồi. Rồi tiếp luôn. Rồi tiếp theo là mã số 10 nha anh chị ơi. Cái nào cây nào cũng là lắc co hết trơn nha anh chị. Cố dịch nha.
đẹp hết trơn luôn nha anh chị. Mỗi cây nó có cái nét đẹp riêng của nó nha anh chị ơi. Này là củ đế nở nha, cái đế này bự nha, đế chà bá cái củ đặc luôn nha anh chị. Củ đế nở lực ha. Đó thông số luôn nha, hoành thân 25. Đế nó ok à, cây này đế đẹp. Nói chung là cái nào cây nào cũng có cái nét đẹp của nó hết. Tán ngang 1m3. Chiều cao 1m5 luôn nha anh chị. Mã số 10 này em giao lưu với anh chị là 3 triệu nha anh chị. 3 triệu cho mã số 10 anh chị ơi. Đẹp luôn nha. Quay vòng nè. Đế nở. Đế quá trời cái đế luôn nè. Đế đẹp luôn. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Đây rồi tiếp luôn. Rồi tiếp theo là mã số 11 nha anh chị ơi. Cây này lắc cái co nó hơi ngộ ngộ đẹp nha. Co lơi mà lắc nhặt nha. Lắc gần. Lắc cái này gần mà nó lơi. Nhìn thấy nó lắc lượng. Cây này mỗi dáng nó có mỗi nét đẹp riêng của nó nha anh chị ơi. Thì anh chị nào mà có lọt vô mắt được thì anh chị alo cho em. Phí ship của em là 300 km luôn nha anh chị. Cây gọn gọn thì em ship xa được luôn nha anh chị ơi. Hoành thân 28. Khi em nói ship 300 km chứ cây nào gọn gọn thì em ship xa được cho mấy anh chị luôn. Đây nè, lực. Ra Quảng Nam, Quảng Ngãi rồi em cũng ship được luôn nha. Bình Định rồi đó. Tán ngang 1m4. Chiều cao 1m6 anh chị. Này nó gần 1m8 nhưng mà tính tới 1m6 thôi. Mã số 11 này em giao lưu với anh chị là 4.200.000 nha anh chị. 4.200.000 cho mã số 11 nha anh chị ơi. Đó, ủa hoành thân nãy mình đôi chưa ta? Rồi. Rồi ha. Hoành thân nãy mấy? Để nở. Em đo lại hoành thân cái nha anh chị. Nãy em đo mà làm như em không có nói cái gì á. Có. 28 phải không? Ừ. Hoành thân 28. Cây lực ha. Ừ, cây này quá đẹp, thấy gì chứ anh đẹp. Rồi, em xin đổi cây luôn chị ơi, đế quá đế luôn. Củ đế nở luôn nha anh chị, họ. Bề này là hết sảy luôn á. Quá đẹp luôn. Rồi. Tiếp luôn. Rồi, tiếp theo là mã số 12 luôn nha anh chị ơi. Mã số 12 luôn, đẹp cực kỳ luôn nha. À, nó có nổi mấy cái mục này lên luôn nha anh chị ơi. chấm trên đầu. Cái này cái gì người Ấn Độ hả? Thấy không? Này người Ấn Độ nè. Còn đo thông số luôn anh chị. Củ đế bự luôn nha. Hoành thân gần 25 tính 24 đi nha anh chị. Chỉ cần điều. Tán ngang của em nó là 1m5. Chiều cao 1m5 luôn anh chị ơi. Là mã số 12 này em giao lưu với anh chị là 3.200.000 hơn anh chị. 3.200.000 cho mã số 12 anh chị ơi. Chỉ cần là ok nha, cây này em có con tàn xương rồi nha. Anh chị về có con tàn lại thì con còn ấy thì em con xương lại cái nữa là anh chị về vô chậu luôn à. Anh chị nào có nhu cầu thì em cắt tỉa sạch sẽ hết. Là về vô chậu là ok luôn đó. Anh chị nào mà chưa có biết cắt thì em cắt luôn cho. Còn ấy thì để nguyên. Rồi mã số 12 là 3.200.000 nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Đi rồi, tiếp luôn. Mông này bự nè. Con bự của chú nhà bạn. Quá trời luôn. Mông bự của chú nhà hả? Trời bán cho anh chị ngắm luôn đi. Quá trời lực bự. Quá trời luôn thiệt ha. Nhìn thấy đã ha. Số 13 ha. Số 13 nha anh chị. Cái số 13. Nhìn này không cũng đã rồi nha anh chị. Sáng ra tưới nước nhìn mấy này thấy phê rồi. Cách hồng nó bự lực. Hoành thân 28 nha anh chị ơi. Quá đẹp này, củ đế này, cây này nói tại tiếu với anh chị chút thôi chứ cây này là củ đế đẹp nha anh chị ơi. Đế là nó đều hết chân luôn nha. Đó là ok, đẹp lắm ạ. Cái này là mình làm tàn dù luôn, đẹp nè. Cái này là cắt tàn dù luôn nha anh chị. Khỏi cái tàn thông nha, anh chị nào thích tàn dù thì cây này là ok luôn đó. Tán ngang 1m5.
chiều cao 1m nè anh chị ơi, cắt mấy này bỏ xuống hết nha, mình cắt ngang chỗ tay em luôn nha. Bị ngang có ngang đây, mình phải cắt mấy nhánh này tại vì nó chồm hơi cao, còn muốn để thì để vậy luôn cũng được, cũng đẹp luôn. Rồi mã số 13 này em Zalo với anh chị là 3.200.000 nha anh chị, 3.200.000 cho mã số 13 nha anh chị ơi. Quá khủng cái đế đó luôn, đế đẹp luôn đó, này đã hang quá trời, dần nín luôn á, đó. Đó đẹp luôn, 3.200.000 à. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp luôn. Rồi tiếp theo là mã số 14 luôn anh chị ơi. Dán trực thẳng. Này lắc co khéo luôn nha. Cốt thẳng luôn nha anh chị, chi cành đều nha. Chi cành là ok chân luôn đó. Cành rất là đều. Này là đế nè nha. Cũng nở luôn. Lắc cái co đẹp luôn. Hoành thân 28 luôn nha anh chị ơi. Để nở. Hoành thân 28 luôn. Cây này thấy gì cho đẹp nè, cái dáng này đẹp nha, nó lắc lượng cái đó đẹp luôn, lắc cái co khéo luôn, tán ngang nó 1m4. Chiều cao này là nó gần 2m luôn đó nha anh chị, này mình lấy mét 7 mét 8 gì cũng đẹp chân nha. Cây này lấy cái tông cao là đẹp cực kỳ luôn, lấy hết cái cây đó luôn cũng được, nó mét 9 đó. Mã số 14 này em Zalo với anh chị là 3.500.000 nha anh chị, 3.500.000 cho mã số 14 anh chị ơi. Phí ship của em là 300 km luôn nha anh chị, ưng anh chị nào có ưng bụng vừa mắt thì số điện thoại của em là 0917 15232 nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp luôn. Rồi tiếp theo là mã số 15 luôn nha anh chị ơi. Cây này hoành thân bự nha anh chị, lắc cái co này khéo luôn nha anh chị ơi. Cái này là cốt này mập luôn nha, này là ok luôn nha, bá luôn. Ủa cái này lên xù rồi, đầy quá lực ha, nở lên xù rồi, cái nở bên đây bể xù trứng thế này nè, qua chờ cái đấy. Hoành thân 38 luôn nha anh chị. Quá trời bự ha. Quá trời cái đế luôn. Đế này đẹp luôn. Để nở bá luôn. Hoành thân 38 nha anh chị ơi. Quá trời khúc này mập luôn. Chi cành thì ok nha anh chị. Hết hồn nó bự ha. Lịch. Nhìn thấy đã ha. Chi cành đều nữa. Tán ngang mét gửi luôn nha anh chị. Chiều cao nó 1m6 anh chị ơi. Là mã số 15 nha anh chị. Mã số 15 này em Zalo với anh chị là 4.500.000 nha anh chị. 4.500.000 cho mã số 15 luôn nha anh chị ơi. À, trời cái này lực bự. Lực luôn, bán giá hữu nghị cho anh chị chơi trong mùa dịch luôn. Anh chị nào cắt thôi cũng được, mà để nguyên tàn cũng được, chi cành thì nó đều luôn. Này mình để tàn chơi ngon hơn. Bông cũng đẹp luôn. Đây này đẹp. Này là bông đẹp đó nha anh chị. Vàng đậm mà cánh khích luôn nha anh chị ơi. Mã số 15 anh chị ơi, 4.500.000. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Tiếp theo là mã số 16 nha anh chị ơi. Cái số 16. Em đo cái rồi em quay cho anh chị coi vòng nha. Sẵn đây cái mình đo luôn. Hoành thân 26. Còn lắc khéo nha. Lắc khéo nha. Cái này là chưa có móc nha. Này đế dữ lắm đế nha anh chị. Cây này nha. Chưa có rửa, chưa có móc gì chân. Còn đóng gông đen thui xanh dần luôn. Thấy gì chứ trà rửa ra đẹp lắm nha anh chị. Đế này ok nha. Mã số 16 hoành thân 26 luôn. Tán ngang để đo luôn đi. Tán ngang 1m3. Chị cành điệu. Chi cành thì ok hết trơn luôn. Chiều cao 1m7 nha anh chị ơi. Mã số 16 này em Zalo với anh chị là 3.200.000 nha anh chị. 3.200.000 cho mã số 17 nha anh chị ơi. Quá đẹp luôn, đế đẹp luôn nha anh chị. Hoành thân 26 luôn nha.
Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Mã số 16 hả mà, phải không? Phải mã số 16 không á? 16 rồi. Để coi cái. Chúng chắc tú rồi. Để có gì cái hơi nghi nghi nãy giờ. Ừ đúng rồi. Mã số 16 luôn anh chị ơi. Đúng rồi, mã số 16 luôn. Rồi. 3 triệu 200 ngàn anh chị. 3 triệu 200 ngàn cây số 16. Rồi phép đổi cây luôn. Tiếp luôn, cây số 17. Rồi, tiếp theo là mã số 17 luôn nha anh chị ơi. Chi cành là đẹp hết trơn luôn nha, ok nha. Dài, cao. Quá đế luôn nha, lắc co nè. Để nở. Cái này tại vì các bạn quay để nó không được thẳng chứ cây này nó mình để thẳng lên là đẹp lắm nha anh chị. Co lắc vừa. Phí ship của em là 300 km nha anh chị ơi, mấy cây này là em ship xa được nha anh chị. Mấy cây này là ship xa cho anh chị ok luôn, hoành thân 27. Hoành 27 thôi chứ. Hoành thân là bự bự không nha anh chị ơi. 8.000m3 cái này là em cuốn tàn rồi nha anh chị. Chị về gông xương xương là vô chậu à. Cái này lấy 1m6 là nó vừa cái tâm của nó luôn nha anh chị. Là mã số 17 này em giao lưu với anh chị là 3 triệu 200 ngàn nha anh chị. 3 triệu 200 ngàn cho mã số 17 luôn anh chị ơi. Phí ship 300 km luôn. Mỗi cây em có tặng cho anh chị một chai thuốc tứ rễ và cây đọt mình mới tứ vô được nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp luôn đây. Rồi tiếp theo là mã số 18 luôn anh chị ơi. Mã số 18 luôn. Lắc co nhặt luôn anh chị ơi. Đế ok nha. Thước đâu không biết đây. Thế lực. Quên số quân hết luôn. Em đo em quay một vòng cho anh chị coi nha. Hoành thân 25. Đế nở. Đế là ok luôn nha, này tại em chưa rửa này, đóng gông chưa rửa, chưa có móc đế móc gì chân anh chị, còn nguyên y luôn anh chị, về vô chậu rồi móc em nha. Cho nó lòi mấy cọng đế lên nó mới đẹp. Tán ngang 1m4 nha anh chị. Chiều cao mình lấy 1m4 luôn đi anh chị ơi. Này nó cao lắm mà mình lấy thấp xuống đi. Mã số 18. Mã số 18 này em giao lưu với anh chị là 3 triệu nha anh chị. 3 triệu cho mã số 18 luôn anh chị ơi. Phí ship 300 km luôn, mấy cây này em ship xa được nè anh chị. Anh chị nào có xa mua mấy cây này là em ship ok luôn nha. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Vậy rồi, tiếp rồi tiếp theo là mã số 20 nha anh chị ơi. Ủa 19. Xin lỗi anh chị nha. Em lộn. Mã số 19 nha anh chị. Củ đế là ok luôn nha. Này là em chưa có rửa mà chưa có móc đế luôn anh chị ơi. Có mình anh làm không kịp. Mới về giờ nó còn nằm ngổn ngang lum cho anh chị ơi. Em về 100 cây mà giao lưu anh chị này nay 20 cây nha anh chị. Nên em giao lưu với anh chị là 20 cây nha. Cây chi cành đều lực. Chi cành là ok hết trơn luôn đó. Quá trời cái đế này luôn rồi. Hoành thân 27 gần 28 lần đó nha anh chị ơi. Tính 27 thôi nha. Chi cành lực hết luôn. Mã số 19 nha anh chị. Tán ngang 1m4 luôn anh chị ơi. Này là em gông tàn rồi xương hết trơn rồi đó nha anh chị. Nó về làm lại xương xương là vô chậu được à. Chiều cao 1m3. Mã số 19 này em giao lưu với anh chị là 3 triệu 200 ngàn nha anh chị. 3 triệu 200 ngàn cho mã số 19 nha anh chị ơi. Củ đế nở nha, đế là ok luôn nha. Cây nào cũng đế đẹp nha, mỗi cây có dáng đẹp của nó riêng hết trơn nha anh chị. Đó. Lắc co khéo luôn nha anh chị ơi, lắc nhặt luôn nha. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp luôn. Rồi. Tiếp theo là mã số 20 nha anh chị ơi. Mã số 20 cũng là mã số cuối clip nha anh chị. Đó. Đế là ok luôn nha anh chị. Cái đế bộ đế này đẹp. Nói chung là cây nào nó cũng đẹp theo cái dáng của nó hết trơn luôn anh chị ơi. Rồi ăn thua mình sở thích của mình thôi. Tầm nhìn của mình thấy cây nào đẹp thì alo cho em nha anh chị. Hoành thân gần 27 mà em tính 26 thôi nha anh chị ơi. Chỉ cần liều. Cây này là chỉ cần là ok luôn anh chị. Mã số 20 nha anh chị ơi. Tán ngang nó 1m3 nha anh chị ơi. Này mình gông là lại cỡ 1m2, 1m1 gì là đẹp luôn đó. À, chiều cao nó 1m5. Mã số 20 này em giao lưu với anh chị là 3 triệu 500 ngàn nha anh chị.
3.500.000 cho mã số 20 nha anh chị ơi. Đế là ok luôn nha, chi cành cũng ok luôn. Anh chị mình về cắt ba cái nhánh nhỏ này là vô chậu à. Còn anh chị nào mà có ấy thì em không có cắt thì em cắt luôn này kia cho nó ok sạch luôn, là anh chị về vô chậu luôn cũng được nha anh chị. Đó là nhu cầu của anh chị. Rồi không ấy thì em để nguyên gì em ship cho anh chị luôn. Mấy cây này là em ship xa được luôn đó nha anh chị. Rồi cuối clip thì em cũng không có gì hơn, em tổng chào cô chú anh chị gần xa nha anh chị. Cái này giá như vậy? Ủa nãy có nói giá 3.500.000. Rồi 3.500.000 cho mã số 20 nha anh chị. Rồi cuối clip thì em cũng không có gì hơn, em tổng chào cô chú anh chị gần xa nha. Dồi dào sức khỏe và làm ăn thành đạt trên mọi lĩnh vực. Rồi, cảm ơn anh chị đã ủng hộ kênh bonsai thuốc thì suốt thời gian qua và mai vàng của chúng em nha anh chị. Em chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại clip sau. Rồi chào nút luôn. Rồi, chào cô chú anh chị các bạn luôn nha. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn quá trang xem. Rồi hộp nhãn cái nào liên hệ cho anh Út. Rồi trân trọng kính chào.